Vâng, xin chào anh em đã có mặt tại kênh của Cường. Chúc mừng anh em, đây là một bộ sập gỗ lim tali đồng vân anh em nhá. Như bộ này thì Cường đã chia sẻ với anh em từ lúc đang hoàn thiện mộc cho đến lúc như tầm này là đã hoàn thiện xong xuôi đâu đấy là cán thành phẩm rồi anh em nhá. Khi bộ này cán thành phẩm lên thì có kích thước là dài 2,5 m, rộng 1,79 m và dày 13 phân. Đó là chia sẻ của Cường về cái bộ sập gỗ lim tali đồng vân này. Thì trong video này Cường muốn quay chi tiết anh em xem cái bề mặt vân gỗ của nó là lúc làm mộc xong là nó sẽ là như thế nào. Đây, lúc làm mộc xong thì nó sẽ nổi lên cái vân xanh và hơi hồng hồng một chút như này, rất là đẹp anh em thấy chưa. Chỉ có lim xanh tali thì mới có được cái màu vân như thế này anh em nhá. Đấy, Cường khẳng định luôn, còn gỗ lim ocan hay là bất kỳ cái loại gỗ lim nào khác thì nó sẽ không được lên cái màu như này. Mỗi loại nó một vẻ đẹp khác nhau. Còn nếu anh em mà đang tìm hiểu về gỗ lim xanh, một số anh em nói lim xanh, lim vàng mà không rõ là lim tali các thứ, thì anh em hãy tìm hiểu thật kỹ vào trước khi anh em làm mua. Đó là chia sẻ của Cường. Nếu anh em nào đang xem video này thì anh em hãy theo dõi thật chi tiết những cái đường nét của vân gỗ cũng như là tính chất của gỗ mà Cường chia sẻ để anh em có một cái nhìn rõ ràng nhất, chi tiết nhất, thì anh em sẽ không bao giờ anh em bị mua nhầm bởi cái tính chất của gỗ. Bởi vì sao? Anh em chơi chứ không phải anh em mua về để cho nó thành một cái đống gì ở trong nhà. Tại vì khi mà nó lứt lẻ ram ra anh em rất là khó chịu, như Cường cũng vậy thôi. Nếu mà mua một món đồ nào đó mà nó lứt lẻ ram ra, lứt bình thường thì không sao, nhưng mà lẻ ram nó bề mặt nó xùi hết cả lên thì anh em rất là khó chịu anh em nhá. Đó là chia sẻ của Cường. Còn lim tali thì Cường khẳng định luôn là không có cái hiện tượng lẻ ram như là Cường đã chia sẻ như là lim ocan đâu. Nên anh em hãy cứ tự tin mà tìm hiểu, hãy cứ tự tin mà xem cho nó rõ ràng, chi tiết về bề mặt vân để anh em không bao giờ có bị mua nhầm nữa. Đó là chia sẻ của Cường. Nếu anh em thấy chia sẻ của Cường đây mà thấy hay, mà có ý nghĩa, giúp đỡ được ai đó điều gì, hoặc là anh em biết ai đó đang tìm hiểu về gỗ lim hay là tìm hiểu về tính chất của sập gỗ hay các loại gỗ nguyên khối, thì anh em hãy cứ chia sẻ video này giúp Cường để cho mọi người có một cái nhìn rõ ràng nhất và chi tiết nhất để không bao giờ anh em bị mua nhầm nữa. Cường rất muốn là để giúp đỡ được anh em điều gì. Nguyễn Văn Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.